Xin kính chào quý khách hàng trên cả nước. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, hoa mai đỏ du nhập vào Việt Nam được nhiều người săn tìm và rất thích chơi vào dịp Tết Nguyên Đán. Dòng hoa mai đỏ này là giống cây của Nhật. Thời gian nở rộ tập trung vào dịp Tết Nguyên Đán, từ khoảng cuối tháng Chạp đến hết rằm tháng Giêng thì hoa mới tàn. An Garden là đơn vị được ủy quyền từ Tổng kho sĩ nhập khẩu hoa mai đỏ tại Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng đủ mẫu mã kiểu dáng mai đỏ với số lượng lớn để cung cấp sỉ lẻ trên cả nước. Đồng thời, nhận giao hàng đến tận nơi cho khách hàng trên toàn quốc để phục vụ cho quý khách trưng dịp Tết năm nay. Mai đỏ là loại cây thân gỗ, cành nhỏ, lá có lông, lá cây màu xanh bóng, mép lá có răng cưa nhỏ. Hoa của cây nở rộ vào mùa xuân, hoa thường được mọc ở đầu cành lúc lá còn non mới ra chồi. Hoa mai đỏ có màu đỏ tươi, đường kính từ 3 đến 5 cm. Giống mai đỏ này ra hoa quanh năm và có sắc đỏ rất đẹp. Đặc biệt, giống mai đỏ lâu tàn hơn các loại mai khác. Hoa mai đỏ không chỉ đẹp vươn mình lên trong cái giá rét để khoe sắc mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Theo quan niệm của người xưa, màu đỏ luôn là màu đem lại may mắn, hạnh phúc. Đối với hoa mai đỏ cũng vậy. Với những cánh hoa đỏ nổi bật, biểu tượng cho một năm mới bắt đầu với những khởi đầu mới trọn vẹn, an lành và thịnh vượng. Hoa mai đỏ nở rộ, sum suê vào đúng dịp Tết được xem là biểu tượng của mùa xuân đủ đầy, tràn đầy sức sống cho khởi đầu một năm mới. Hình ảnh những chùm hoa mai đỏ nở rộ thì cũng là lúc mà mọi người được sum vầy quây quần bên nhau trong những ngày Tết ý nghĩa. Ngoài ra, giống mai này cũng còn một số màu sắc khác như trắng, hồng, v.v. mang lại cho người thưởng thức sự đa dạng, tinh tế và hứng khởi. Hoa mai đỏ là loại nhỏ, có chiều cao tổng thể tầm 80 cm, rất phù hợp trưng để bàn hay trồng ban công để ngắm vào dịp Tết với sắc thắm đỏ rất đẹp và tươi tắn. Ngoài các mẫu hoa đỏ thông dụng như các năm trước thì năm nay tại An Garden có nhập thêm dòng mai đỏ lục bình, rất đẹp và sang trọng, có thể đặt mua cho gia đình trưng Tết tặng người thân, bạn bè, khách hàng, đối tác vô cùng ý nghĩa. Ở An Garden hiện đang có sẵn 3 kích thước cho dòng mai đỏ lục bình này là 40, 60, 90cm. Đặc biệt năm nay An Garden có thêm dòng mai đỏ ngũ sắc, cũng là một dòng mới du nhập về và được rất nhiều người ưa chuộng dòng này bởi vì trên cùng một cây có thể nở hoa được 3, 4 hoặc 5 màu khác nhau, mang lại sự tò mò, tươi mới và đầy hứng khởi cho người thưởng thức. Dòng mai đỏ ngũ sắc này cũng khá hiếm trên thị trường và đang được nhiều người săn tìm cho dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Quý khách hàng có bất kỳ nhu cầu nào về mai đỏ, vui lòng liên hệ ngay An Garden để đặt về cho mình những chậu hoa rực rỡ vào dịp Tết năm nay theo số Hotline, Zalo, Viber 0987 090 229, 090 293 5568. Địa chỉ nhà vườn Tổng kho sĩ, đường Lý Thánh Tông, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội.